Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ấn Hoàng đế chi bảo và câu chuyện thật giả. Ngày 6 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài Ấn Hoàng đế chi bảo hồi hương là ấn thật hay giả? AFA cho biết liên quan đến Ấn Hoàng đế chi bảo hồi hương là ấn giả hay thật, AFA đã trao đổi với một số chuyên gia về lịch sử triều Nguyễn và cung đình Huế về thông tin chiếc ấn triều Nguyễn từ thời Minh Mạng đã bị thất lạc và chiếc ấn truyền lại sau đó là ấn giả. Đây là thông tin được nêu trong sách Một đời trong mắt bảo do tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên giáo sư luật khoa và văn khoa ở Sài Gòn trước 1975 chấp bút. Cuốn sách ghi lại những hồi ức về cuộc đời của bà Ngô Đình Thị Hiệp, con gái của Thượng thư Ngô Đình Khả và em gái của cố tổng thống Ngô Đình Diệm về những gì mà bà chứng kiến và được kể lại về Vương triều Nguyễn và lịch sử Việt Nam từ sau 1945. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, nguyên giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, theo thông tin của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, thì chiếc ấn vua Hàm Nghi mang theo và thất lạc trong rừng là ấn Ngự Tiền Chi Bảo, làm từ thời vua Gia Long và không có thông tin về ấn Hoàng đế Chi Bảo từ thời Minh Mạng bị thất lạc. Theo ông Sơn, có các cơ sở để phán đoán như vậy. Một là quốc ấn hay công ấn dùng để đóng lên các văn bản công của quốc gia. Hai là tư ấn. Thứ hai, quốc ấn làm bằng vàng bạc kích thước lớn. Vua sống trong điện Càn Thành và các tư ấn thì đặt tại đây. Còn các quốc ấn thì đặt tại điện Cần Chánh. Thứ ba, khi xảy ra vụ thất thủ Kinh Thành Huế vào rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi mới 12 tuổi, không phải là người chủ động và lúc đó vẫn ở trong điện Càn Thành. Vua Hàm Nghi không phải ở tâm thế của người thua cuộc, không nghĩ là phải bỏ chạy, nên không có lý do gì để ông chuẩn bị sẵn, mang các quốc ấn bên điện Cần Chánh rút lui vào rừng sâu. Hình ảnh quốc ấn Hoàng đế chi bảo. Nhưng bất thình lình có người mở cửa sau cho quân Pháp vô, đốt được một kho đạn làm cho phát nổ, khiến quân Nguyễn bị vỡ trận, triều đình phải rút khỏi kinh thành. Trong tình huống như vậy, vua Hàm Nghi chỉ có thể mang theo những chiếc tư ấn đặt tại chỗ của ông ở. Khả năng ông sang điện Cần Chánh lấy quốc ấn để mang theo là khó xảy ra. Theo AFA, ngoài tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, người tham gia giám định ấn Hoàng đế Chi Bảo mua về từ Pháp là tiến sĩ Phạm Quốc Cung, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, đương kim giám đốc của bảo tàng này, họ đều khẳng định ấn này là thật. Tiến sĩ Sơn nhận xét, sách Một đời trong mắt bảo được ghi chép gián tiếp qua nhiều bậc. Vua Thành Thái nói với các đại thần lúc không có mặt ông Ngô Đình Khả. Ông Ngô Đình Khả được kể lại và sau đó kể cho bà Ngô Đình Thị Hiệp. Bà Hiệp kể cho ông Nguyễn Văn Châu và ông Nguyễn Văn Châu kể lại cho độc giả. Do đó, mức độ khả tín của thông tin này là rất thấp. Hình ảnh bà Ngô Đình Thị Hiệp, con gái của Thượng thư Ngô Đình Khả, em gái cố tổng thống Ngô Đình Diệm và là mẹ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đồng quan điểm cho rằng chiếc ấn thất lạc trong cuộc kháng chiến của vua Hàm Nghi là Ngự Tiền Chi Bảo, không phải Hoàng đế Chi Bảo. AFA cũng dẫn lời tiến sĩ Trương Nhân Tuấn nói rằng trong Đại Nam Thực Lục ghi là vua Hàm Nghi khi xuất cung chỉ mang theo ấn văn lý mật sát mà thôi. Tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 viết rằng nhà Nguyễn chỉ có hai cái ấn văn lý mật sát, một làm dưới thời Gia Long và một làm dưới thời Đồng Khánh. Ông cho rằng cái ấn vua Hàm Nghi đem theo là cái ở thời Gia Long. Ngoài ra, theo tiến sĩ Tuấn, ngày 28 tháng 8 năm 1945, ông Phạm Khắc Hòe vào Ngọc Tỷ truyền quốc Đại Nam Thụ Thiên Vĩnh Mệnh truyền quốc tỷ cho chính quyền cách mạng. Chiếc ngọc tỷ này còn quý giá hơn cái ấn vàng kia vì nó biểu tượng cho quyền lực quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ấn Hoàng đế Chi Bảo và câu chuyện thật giả. Các chính phủ độc tài luôn tìm cách đàn áp phóng viên lưu vong. AFA tiếng Việt ngày 6 tháng 12 loan tin đàn áp xuyên biên giới, các chính phủ độc tài cố gắng bịt miệng các phóng viên, bao gồm cả Việt Nam. AFA dẫn báo cáo của tổ chức Freedom House công bố ngày 6 tháng 12, blogger Đường Văn Thái là một trong hơn 100 nhà báo lưu vong trên toàn cầu,
trở thành nạn nhân của đàn áp xuyên biên giới thực hiện bởi chính phủ của những quốc gia mà họ ra đi. Từ năm 2014 đến năm 2023, Freedom House ghi nhận 112 vụ đàn áp xuyên quốc gia chống lại các nhà báo được thực hiện bởi 26 chính phủ. Con số này chỉ là một phần của hiện tượng vì nhiều vụ đàn áp không được báo cáo hoặc khó xác minh. Hình ảnh bài trên AFA. Về trường hợp của blogger Đường Văn Thái, còn được biết với tên Thái Văn Đường, Freedom House viết, một blogger người Việt đăng những bình luận chỉ trích chế độ độc đảng của nước này đã biến mất khỏi đường phố Bangkok và xuất hiện trở lại trong một nhà tù ở Hà Nội. AFA cho biết, ông Đường Văn Thái, một người thường hay đưa tin về tham nhũng và đấu đá nội bộ giữa các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cả trung ương và địa phương, trên YouTube và Facebook, đã phải sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018. Ông được Văn phòng Cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc cấp thẻ quy chế tị nạn và đã được phỏng vấn đi định cư ở một nước thứ ba vào giữa tháng 4. Vài ngày sau, ông bị mất tích ở gần nhà trọ Thayaburi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan. Vào ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã bắt giữ một người tên Đường Văn Thái khi người này xâm nhập vào tỉnh này từ Lào. Hơn 3 tháng sau, Bộ Công an tuyên bố giam giữ Đường Văn Thái để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Vẫn AFA cho hay, Công an hiện đang giam giữ ông Thái ở trại tạm giam B14, Thanh Trì, Hà Nội, cho dù đã hết thời hạn tạm giam 4 tháng và không thông báo gia hạn tạm giam cho gia đình. Hình ảnh blogger Đường Văn Thái, người bị Công an Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan đem về Việt Nam. AFA dẫn lời ông Trần Duy Chiến, một người tị nạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2019 và thường xuyên đưa tin về tình hình Việt Nam trên YouTube và Facebook, cho biết, khi chúng tôi bước sang Thái Lan, chúng tôi lên tiếng một cách mạnh mẽ, thì họ sẽ cắt cử an ninh. Thì họ có thể cắt cử an ninh và mật vụ và tổng cục tình báo của họ qua để họ có thể nằm vùng làm gián điệp tại Thái Lan và tìm kiếm những người mà lên tiếng thì họ làm đủ mọi cách để bắt cóc đem về Việt Nam, giao cho cơ quan an ninh mật vụ tại Việt Nam. Nguy cơ đó lúc nào cũng tiềm tàng và hiện hữu đối với những người đang lên tiếng tại Thái Lan. Tôi là một Facebooker, một YouTuber và là một người viết báo. Trước vụ Thái Văn Đường thì tôi còn ra ngoài đường ngồi livestream. Nhưng từ khi nổ ra vụ việc an ninh cộng sản bước qua bên Thái Lan để bắt Đường Văn Thái, tôi không hề dám bước chân ra ngoài đường. Ông Chiến cũng nhắc lại trường hợp của nhà báo Trương Duy Nhất, blogger của AFA, đã bị bắt cóc ở Bangkok khi vừa nộp đơn xin tị nạn lên văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok. Ông bị đưa về Việt Nam và sau đó bị kết án 10 năm tù giam về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo AFA, chính phủ của nhiều quốc gia đang áp dụng các chiến thuật đàn áp vượt xa biên giới của chính họ để đối phó với những nhà báo lưu vong, những người đang cố gắng vạch trần tham nhũng, tội phạm, vi phạm nhân quyền và các hành vi lạm dụng khác ở cố quốc. Freedom House cho biết có ít nhất 26 chính phủ, bao gồm Belarus, Campuchia, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Nga và Ả Rập Xê Út, đã nhắm mục tiêu vào các nhà báo ở nước ngoài bằng sự đàn áp xuyên quốc gia, khiến cho sự an toàn và công việc của họ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Các chính phủ độc tài luôn tìm cách đàn áp phóng viên lưu vong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo.d.